Hoa Kỳ bị thúc đưa Trung Cộng vào danh sách các nước đàn áp tôn giáo, tin từ Bắc Kinh Hoa Lục. Hôm nay ngày 4 tháng 5, Ngoại trưởng Trung Cộng đã lên tiếng phản đối nội dung một phúc trình của Hoa Kỳ cáo buộc họ vi phạm tự do tôn giáo trầm trọng và có hệ thống. Phúc trình của Ủy ban về tự do tôn giáo quốc tế của Hoa Kỳ tuần qua nói rằng Trung Cộng vi phạm luật tự do tôn giáo chưa từng có vì đã đàn áp người Thiên Chúa giáo, Phật giáo và Hồi giáo tại Trung Cộng trong năm rồi. Phúc trình này thúc giục Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Trung Cộng vào danh sách các quốc gia vi phạm tự do tôn giáo hàng đầu, cùng với 16 quốc gia khác, trong đó có Miến Điện, Iran, Bắc Hàn và Saudi Arabia. Bà Hoa Xuân Ánh, phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Trung Cộng tuyên bố trong cuộc họp báo thường ngày rằng, phúc trình của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ là thiên vị và không có căn cứ. Đại diện của Trung Cộng cũng đã yêu cầu Hoa Kỳ ngừng sử dụng vấn đề tôn giáo như là cớ để can thiệp vào vấn đề nội bộ của họ. Theo phúc trình này, Trung Cộng đã bảo đảm tự do tôn giáo từ lâu, nhưng đảng Cộng sản thống trị theo chủ thuyết vô thần đã đặt các tín đồ Hồi giáo, Phật giáo, Lão giáo, Thiền chúa giáo và tinh lành dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của các hiệp hội tôn giáo yêu nước. Đó là chưa kể các tôn giáo thiểu số khác như Hồi giáo Uyghur tại vùng Tân Cương ở phía Tây Trung Cộng và Phật giáo Tây Tạng bị đặt dưới sự kiểm soát chặt chẽ của chính phủ Trung Cộng và các nhà tranh đấu cũng như đại diện các tổ tổ chức này đang sống lưu vong bị coi là nguyên nhân gây nên tình trạng bất ổn và bạo lực xã hội.